Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta cùng học môn tiếng Việt lớp 1, sách Chân Trời Sáng Tạo, chủ đề 3, đi chợ. Rồi, trước hết là các em bấm tạm dừng video, suy nghĩ, điền vào chỗ trống. Giờ hay đờ? Bức tranh thứ nhất, chúng ta có hình ảnh của một chú dê. Bức tranh thứ hai là hình ảnh của những hòn đá. Bức tranh thứ ba là con dế. Rồi, các em điền giờ hay đờ vào chỗ trống cho thích hợp. Rồi, đầu tiên là bức tranh con dê. Các em điền là giờ. Giờ ê dê. Rồi, bức tranh những hòn đá. Các em điền là đờ. Đờ a đa sắc đá. Bức tranh con dế thì các em điền là giờ. Giờ ê dê sắc dế. Các em sang bài tập tiếp theo. Vẽ đường cho bạn Hà đến chỗ quả lê. Đọc các chữ xuất hiện trên đường đi. Rồi, bạn Hà đây. Quả lê đây. Các em bấm tạm dừng video và suy nghĩ xem. Để vẽ đường cho bạn Hà đến chỗ quả lê thì chúng ta vẽ như thế nào? Chúng ta sẽ vẽ như sau. Và bây giờ các em đọc các chữ xuất hiện trên đường đi. Rồi, các chữ xuất hiện trên đường đi là dế, khế, hẹ, cá kho, kỳ đà, lê. Rồi, nếu em nào vẫn chưa biết cây hẹ như thế nào thì đây chính là hình ảnh của cây hẹ. Rồi, có em nào chưa biết con kỳ đà không? Đây chính là hình ảnh của con kỳ đà. Rồi, tiếp theo là mời các em chúng ta cùng sang phần đọc. Dì và bé đi chợ. Kết thúc một câu là có dấu chấm ở cuối câu. Chợ ở kè bờ đê. Chợ có hẹ, khế, lê. Rồi, dựa vào nội dung bài đọc, các em nối cho phù hợp. Ở đây các em nối theo mẫu chợ. Theo nội dung bài đọc thì chợ ở kè bờ đê. Các em nối với ở kè bờ đê. Rồi, chợ có hẹ, khế, lê. Chợ có hẹ, khế, lê. Bé. Dì và bé đi chợ. Như vậy là bé đi chợ. Tiếp theo là các em sang phần chọn đúng. Rồi, trước hết là hổ hay hổ. Ở đây chúng ta có hình ảnh con hổ.
Vậy các em chọn là hổ. Rồi theo mẫu các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành phần còn lại nhé. Tiếp theo, kè hay là kệ? À, đây chính là hình ảnh của chiếc kệ. Các em chọn kệ. Chả hay là chẽ? À, đây là hình ảnh của đĩa chả. Vậy các em chọn là chả. Khỉ hay khỉ? À, đây là hình ảnh của chú khỉ. Vậy các em chọn là khỉ. Tiếp theo là các em sang bài tập điền vào chỗ chấm. Cờ hay ca? Rồi thầy giáo ví dụ. Đây là hình ảnh cô giáo đang viết bài. Vậy các em điền là cờ ô cô. Rồi tương tự các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành phần còn lại nhé. Hình ảnh tiếp theo là bà đang kể chuyện cho bé nghe. Vậy các em điền là ca ê kê hỏi kể. Rồi, đây là hình ảnh lá cờ Olympic. Vậy các em điền là cờ ơ cơ huyền cờ. Hình ảnh cuối cùng là hình ảnh của hình ảnh của bờ kè ca e kè huyền kè. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các em có thể theo dõi tiếp các bài học sau được thầy giáo đặt trong phần sách phát và bài tập tiếng Việt lớp 1 sách Chân Trời Sáng Tạo. Rồi xin chào và chúc các em học tốt.